Từ ngày 29 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019, tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc chợ phiên vùng cao sẽ giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng tây bắc đông bắc tạo không khí đậm nét chợ vùng cao ấn tượng cho du khách đi chợ và thưởng thức ẩm thực đặc sản truyền thống văn hóa dân tộc trò chơi dân gian do cộng đồng dân tộc mông lào kháng thái tày giao khơ mú thực hiện